Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất là VNEID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc chuyển đổi giúp đơn giản hóa thủ tục cho người dân, vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành. Tuy nhiên, ở các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, dù đã đạt nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số, nhưng việc ứng dụng tài khoản VNEID còn gặp nhiều khó khăn. Câu chuyện tại xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, nơi có 96% đồng bào dân tộc thiểu số. Như nhiều người dân vùng cao, bà Lý không có điện thoại thông minh nên phải nhờ điện thoại của cán bộ công an để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cán bộ đã hướng dẫn bà từ cách lập tài khoản, cách đặt mật khẩu để bảo mật thông tin cũng như các dịch vụ công mà bà có thể thực hiện trên ứng dụng này. Về cái điện thoại, nhất là không biết sử dụng. Mua cái đắt thì không đủ tiền. Các anh ấy cũng chỉ dẫn tôi rất là tận tình. Chỉ cần cái ứng dụng VNEID là đi đâu rất là tiện. Đảng, nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi số trong hành chính công, tôi thấy rất tốt. Hầu như là một gia đình là chỉ có một hoặc hai cái máy điện thoại thông minh dùng chung cho cả gia đình. Những cái trường hợp như vậy thì công an xã lại phải dùng máy cá nhân cài đặt ứng dụng cho họ trước, hướng dẫn từng tí một. Ngoài thiếu thiết bị, việc người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của tài khoản định danh điện tử cũng là một khó khăn. Như bà Vân, sau một thời gian cài đặt, bà đã xóa ứng dụng VNEID. Cán bộ đoàn thanh niên đã đến tận nhà để tuyên truyền về những tiện ích của ứng dụng. Thấy đưa máy nặng máy thì tôi là xá đi thì là để cho nó nhẹ máy tí. Các anh ấy tuyên truyền với chúng tôi tải lại cài đặt thì có giấy tờ đầy đủ, đi đâu thì nó tiện hơn. Xã Điền Xá có 318 hộ dân với 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau hơn một năm triển khai, tỷ lệ cài đặt định danh điện tử mức độ 2 đạt trên 75%. Từ tháng 5 năm 2024, xã kết hợp với các doanh nghiệp viễn thông để đổi SIM 4G miễn phí và ưu đãi giảm giá máy điện thoại thông minh cho bà con. Chương trình nằm trong chiến dịch 90 ngày đêm chuyển đổi SIM và máy điện thoại trên địa bàn huyện Tiên Yên kéo dài đến hết ngày 17 tháng 7. Giải quyết trên dịch vụ công thì trả kết quả bằng bản điện tử. Trong tư duy của họ thì họ nghĩ cái bản giấy đấy đó là cái bản chắc chắn nhất, không coi trọng lắm cái bản điện tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì làm cái công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn giúp đỡ cho người dân trong việc thực hiện các cái thủ tục hành chính để làm cái thay đổi nhận thức. Huyện Tiên Yên đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó giải quyết các thủ tục thiết yếu liên quan đến đất đai, điện, nước, viễn thông. Mục tiêu là rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.